quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội được bắt đầu từ 18:30 đến 23 giờ hàng ngày, bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2018. Tại đây, hàng triệu bóng đèn LED được tạo hình thành các di sản và địa danh nổi tiếng trên thế giới như Eiffel Tower, núi Phú Sơn, đền Nguyễn Thu vườn hoa tình yêu, mô hình bầu trời trong chiếc thuyền cổ, ngôi nhà và đường phố của thành phố Hồ Chí Minh, trình trái tim, cánh đồng hoa từ nước đầy màu sắc. Dự kiến mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt khách tới tham quan lễ hội. Rồi vô đứng lại để coi. Thank you.
느낌 안 돼. 약간 좋아. 얘는 이렇게 전설에 하나 있잖아. 수열이는 이렇게. 와,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.